ซอยๆหน่อยกันนี่คือซอยหน่อยจะจักดีครับไอ้บอกครับไอ้บอกไม่ลงครับรังตีกว่าในเชือซอยกว่าในแกมโดยชุดbên mình có Egypt đến từ không được khắp rồi, bên kia thấy bảo AC Sang chúng tôi phải chờ chỉnh lại cho chắc đã. Vâng, AC Sang thật, ui dồi nhiều cung lắm. Vâng, cung vị AC C4 trận 2. Vâng, đã AC lại còn AC Sang nữa thì kinh rồi. AC Sang đúng không? Bên mình có Egypt của khóc này. U98 cầm, ôi dồi hai con Egypt nữa cơ. AC Sang Egypt là quân trong trận thiếu này. Và tỷ số là 1-0 dành cho GTV trong trận đấu thứ tư. Cái gì nhỉ? Quân trận trước là các bạn chờ mình trong giây lát, mình post quân rồi. Ok, vâng, đây là trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ tư. Tỷ số đang tạm thời là 1-0 nghiêng về Team Game TV, nhưng trận này thì đội bạn có AC và Sang, bên mình hay Egypt. Để chờ đợi xem cặp đôi về phía Game TV sẽ đánh như thế nào trong trận thiếu này. Vâng, xin phép ăn cái xúc xích để đói quá. Vâng, còn đói xúc tới sáng nữa. Vâng, chúng ta trở lại với trận thiếu này thôi. Màn máy Egypt đến từ game thủ U98 soi tham. Vậy Sang đã lên đời 25 dân. Bài này thì U98 sẽ phải cân Sang. Nhưng tôi nghĩ với cái bài đẹp như thế này thì cân được. Cân tạm.
Egypt phải cân AC khi khóc đang ăn chanh với màu một bên kia. Bởi cái BE quá tù. Tôi đánh giá cái BE này là quá tù. À không, có móng gỗ. Vâng, như vậy là tôi tù. Vâng, hóa ra thằng này mắt nó khỏe hơn tôi. Lần dò nhìn thấy nhau, quay đi. Vâng, U98 quay lại. Thích thì xúc. Vâng, như nào L2 L1B. Làm gì làm đi. Đấy, kéo dân ra định đóng L2 à. Rồi, một L1B. Thủ B trước xem. AC kia cũng yếu thôi. Đấy rồi, dò đã vào nhà chính. Vụt. Đã lên đời, đóng P đi. Bánh xe, bánh xe, bánh xe, bánh xe, bánh xe. Tối quan trọng là phải lên bánh xe. Chết mất một dân trận này. Đánh cho game thủ U98. Với bạn 57E để bắt dò. Bắt làm sao được. Nhiều khả năng xem lại tạt bên kia. Chưa thấy lạc đà sang đây này. Tạt đấy. Tạt sang khóc đấy. Cả dò cả lạc đà sang đấy. Không sao rồi. Cung nhà chưa. Rồi biết ngay mà bị lọt. Lọt một con lạc đà vào giữa bãi hư gỗ. Rất khổ dành cho khắp rồi. Chưa bánh xe, chưa lên đời là khác. Bà Egypt đang phải bò nhỏ. Xe ăn tạm một tơn quá đau. Hàn khóc còn 20. Đây là U98. 29 trên 32. Cho ít gỗ nhưng không có nhiều. Lọt. AC có bánh xe mất rồi. Đang mid E. Mid E em ơi. Rồi chém được một vài cái nông dân của AC. Sẽ đi được AC nhưng phải đẩy phù thủy sang. Thủ cho game thủ không được khóc. Nhưng xem chắc chắn tầm này có bánh xe rồi. Ơ lọt kìa. Hay. Vào đi. Đánh bay khoanh ruộng của người cầm AC. AC bay khoanh ruộng chính. Khóc nở được chưa. Khóc 2A. Phù kìa. Nhà BA. Phù đi. Chạy dân khóc. Rồi phù được một con. Đi chết AC này luôn. Nhưng mà khóc đang chết nhiều dân hơn AC. AC vẫn còn dân. Vì đó thì khóc đang chết hơi nhiều dân rồi. AC chạy tứ tung hết lời lên rồi. Bài 2L sóc đều đến từ Egypt của U98 khá khỏe. Tiếp tục đẩy phù sang thủ cho người cầm xe. Xin lỗi thủ cho người cầm Egypt, game thủ không khóc. Rồi bạn lại quay về làm lại ruộng chính. Vậy e rất hay đến từ game thủ U98. Úi xổi ôi. Úi ôi. Vâng, tành đấy, thằng này đánh được đấy. Vâng, không phải dạng vừa đâu, thằng này phải dạng rộng ra cơ. Vâng, lạc đà nhà một huyết. Đang đứng thủ. Rồi bạn bắt đầu tụ được QRAC rồi. Còn rất nhiều những con lạc đà của người cầm xe đang đánh vào nhà không được khóc. Đang phải nhồi đồ để khóc hồi lại. Tiếp tục phù được những con lạc đà mới. Kéo lạc đà về thủ cho không được khóc nở ra. Bơm chất lực đồ cho khóc. Chỗ BB có hở thì không hở thì đen ra cho nó vào. Không hở đi vòng đi. Vâng, xe tên này vẫn chưa bị động vào cái gì cả. Rồi bạn đẩy tên to sang đây. Ở nhà đang bị ốp vào bởi cung RAC. Kéo lạc đà về thủ thoải mái tên này. Thậm chí là 7E bắt luôn. Rồi bạn đang chạy lên dốc. Vâng, đang dỉa rất hay những tên hit and run đến từ game thủ U97. Đánh rất khá. Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn. Chuyển sang màn hình máy của game thủ không được khóc. Khóc tham 26, 2A. Nhiều gỗ đóng thêm VA nữa không. Chú ý bắn. Đang phải đi ăn hoang để sóc cung. Bài không thực sự ổn. Bài ngồi rất nhiều đồ. Tăng tiếp VA lên. Gặp cung R của AC. Chú ý phù thủy nha. Lạc đà của game thủ
U98 trận này đồng như là đà bàn, bị quản ăn hoang rồi, bị quản dân ăn hoang. AC đẩy một tơn lên. Bây giờ sẽ là bắt quân đến từ không được khóc. Lần này không biết có bắt được không. Và đứng lại chơi luôn, đội bạn đang chấp dốc. Lần này mà dám chấp, này thì chấp với chúng tôi này. Kìa chạy đi em ơi, khóc dân. Đạc đà nó vừa đấy xong. Vâng, đánh lui được người cầm AC này rồi. AC cũng không khỏe đâu, cũng loang quăng thôi. U98 quay sang đánh nhà xe một tơn. Rồi xe cũng rất đông, đạc đà đang thủ tại nhà. Không chạy được rồi, phải đứng lại tanh cơ luôn. Đang chém cả hai nhà đến từ U98, một trận chém rất hay. Tham 37/44, bơm đồ tiếp tục cho game thủ không khóc nở ra. Khó để khỏe. Ơi em bảo sáng mai anh đăng. Vâng, một tơn lọt vào giữa cả hai nhà. Đang muốn làm đấy. Vâng, tham 39/44 đang chém cả hai nhà, bãi gỗ của người cầm Seng và người cầm AC. Chém rất hay đến từ U98. Đội bạn bị loạn một tơn. Bây giờ thì tiếp tục làm hài vào khoanh ruộng này. Vâng, sư tử cắn chết lạc đà. Ok. Lót. Đội bạn lại chạy. AC lại chạy ruộng. Vâng, bây giờ lại chém vào nhà Seng. Các kiểu còn là điều, Seng cũng 3L. Nhiều lắm. Tiếp tục nhồi đồ cho khóc. Khóc tham 34 đang bị đội bạn bắt. Lùi lại. Chạy đi. Bị đội bạn bắt một tơn. Tham tụt xuống còn 31. Khá khổ. Vâng, U98 lại phù đỏ. Vâng. Xúc rồi. Tơn này là xúc rồi. Xúc luôn. Xúc. Này thì vâng, đầu gấu này, vâng váy này. Vâng, khó chịu bực mình từ nãy đến giờ rồi. Quyết định. Vâng, khó chịu thật. Vâng. Xúc đấy. Đuổi theo. Vâng, bắn cả lạc đà của Seng. Chú ý nó móc từ bên nhà khóc sang nhá, U98. Vâng, trận đánh quá hay đến từ U98, chém khỏe thật. Vâng, Seng không có cửa với U98 luôn. Thậm chí là còn cần cả AC. Tiếp tục là bé đi. Ok, tham mình bị đè. Thì tôi biết là tham mình bị đè, nhưng mà phải đánh cho đội bạn hiểu chứ đấy. Vâng, đánh cho đội bạn hiểu, bắt hết tận cung R này. Vâng, xúc. Đây là đường cụt. Vâng, chạy hộ từ cán vẩy E rất hay. Tôi không phải vẩy nữa em ơi, tốn gỗ quá đấy. Rồi, sang nhà L. Phải sang nữa không? BA4, BA thứ tư. Còn có lạc đà bên nhà khóc kìa, U98. Sử dụng nốt đi, tăng cái nhà BA thứ tư đi em. Dân ăn hoang chắc sắp hết rồi. Hết luôn rồi. Đẩy tiếp. Thảm rất to đến từ không được khóc. Vâng, 37 cơ. Thảm mình đè chứ mày nghĩ cái gì mà thảm mình không đè. Đánh từ nãy đến giờ ỉa cả ra quần mà không đè thì để nghỉ à. Đang chả ốp cho còn gì nữa. Vâng, đánh ỉa cả ra quần. Ông bảo với thảm mình đè này. Vâng rồi ạ. Cái thằng này bịp thật. Vâng đánh rồi bạn chạy tụt cả quần ra rồi. Bây giờ lại quay sang bảo thảm mình đè đấy anh. 1900. À, hello anh Lợi à. Xong xong kèo này anh em mình làm tí 900 anh nhá. Rồi bây giờ ôp luôn. Rồi đội bạn bắt đâu rồi? Em đâu rồi? U98 rồi. Ôi, thằng này đâu rồi? Vâng, xung. Không nói nhiều, xung. Đuổi theo lạc đà kìa. Chém. Đấy, em chạy ra sau lưng lạc đà của thằng U98 đây. Rồi bây giờ là xúc hết. U98 cần hết. Vâng, rồi anh Lợi ưng lắm. Rồi xúc. Thằng Seng khỏe cũng không sợ. Vâng, tham mình đè mà. Này thì vâng, đầu gấu. Đội bạn lại đè lại. Vâng, ui trời ơi, vâng lại đà. Nhìn màu 3, màu 4 giống nhau quá. Vâng, không biết đường nào mà lần cả. Bơm cho nó tí cái vàng lên ra 4. Giờ này vẫn căng quá. Tôi chưa biết là thế nào mà lần đây. Rồi vậy e. Rồi bạn đang dàn lạc đà để bắt cung R của game thủ không được khóc. Khóc phải chạy tên này rồi. Chắc chắn phải chạy rồi.
Còn cung R đi móc máy của AC đã chết hết. AC yếu và AC không khỏe đâu, chạy đi không bị yếu phải nghe đấy. AC chết rồi. Đứng vào đây. Mày vào đây, Bằng bắn luôn vào đây. Bằng khó chịu thật, vậy e sau đít và bắn tận đường trước. Hay. Bằng vào đây, bây giờ thì vào đây. Bằng vào đây, anh vào đây, anh vào đây, em đợi từ nãy đến giờ đấy, anh vào đây. Bằng không vào à? Bằng sao sắn thế nhờ? Ôm chết thằng xe luôn. Đi ra khỏi đấy cẩn thận kìa, bắn đi. Bằng súng xe, súng xe luôn, không có nhiều. Bằng đây bắt. Này thì đi lỗi này, bằng vào đây. Bằng đợi từ nãy đến giờ rồi thì khó chịu thật. Bật cái máy lên thì nó không cho bật á. À, ok. Xúc đi, đợi tí. Bằng hết trận đã. Đây, lấy điện thoại nhắn. Ờ, đây rồi, bây giờ xúc đã. Đâu, không nói nhiều, Tầm này là xúc luôn rồi thì... Xúc đi. Vâng, khóc, ôi giời, U98. Ui giời ơi, cả thế giới ra đây mà xem không, ôi giời ơi. Vâng, yêu cái đang quần rồi. Vâng, cả thế giới đang xem, phu. Ui dồi ôi, cái thằng Seng này mày làm gì đây, ôi dồi ôi. Vâng, khóc chạy ruộng đi, à U98 chạy ruộng đi. Rồi, ôi dồi ôi. Vâng, Hải ơi đáng yêu quá, chả đáng yêu thì thế nào, ôi dồi ôi, thằng Seng vẫn chết rồi. Vâng, tạm thời phải chạy một tí nhưng mà Seng chết hết dần rồi. Vâng, có cần lôi quân về bắt không em? Rồi, Seng khóc đang đấu quân bên kia rồi, bây giờ thì thổ nổ được rồi đấy. Bằng như nào nói đi anh ơi. Bằng như nào nói đi, bằng lên muốn đánh đập đôi cả, kinh thế nhở. Ghê thật. Bằng tham, bằng chém được tên dân kia, tham không đè thì chặt đầu tôi đi chứ còn gì nữa. Rồi, xong em bo hai cái e lại cho đội bạn khỏi công cho anh. Tăng A thứ tư để cho không được khóc. Bằng bơm cho nó tiến, bơm cho nó 50 vàng nó lên cái giáp 4. Bơm cho nó 50 vàng nó lên cái giáp 4, khổ quá. Cho nó 50 vàng, cái thằng kia mày kiệt sỉ thế à, tao xin từ nãy đến giờ mày không cho nổi 50 vàng, thằng xem mày vào đây. Vào đây, mà khó chịu mà. Ôi trời ơi, mà giáp 4 em ơi. Ôi trời ơi, vâng, cả thế giới đây mà xem, vâng, xem AC để thua hai cái zip này. Vâng, này thì vâng, này cung thì lạc đà này, vâng, như nào. Thôi chạy em ơi, thôi anh can mày chạy đi. Vâng, chưa lên giáp 4 đừng chơi vội. Vâng, nó đang hit and run kinh quá các bác ạ, vâng. Vừa đi vừa bắn vừa đổi bạn win sai rồi, tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ tư. Hay em ơi, vâng, anh kích em ấy, đánh được ấy. Vâng, 2-0 trong trận đấu thứ tư, vâng, một trận vâng highlight đến từ cả hai game thủ bên phía GameTV, vâng, quá hay rồi. 2-0 trong trận đấu thứ tư dành cho cặp đôi của GameTV. Vâng, team đâu, vâng. Vâng, tặng ngay cho mấy ông này, vâng, team tổng các kiểu con là điều đi. 2-0 trận đấu thứ tư, quá hay trận này luôn. Vâng, trận đấu quá hay đến từ hai game thủ bên phía GameTV. Tuyệt vời.